nay thì bên đây chống bánh trung thu, bánh trung long cả nhà. Từ Minh Thiện thanh long này là thanh long vàng, trong một loại thanh long nước cũng là thanh long vàng đặc biệt. Đặc biệt là có cái thanh long vàng ha. Đặc biệt đúng không anh Thái? Đó cũng là cái dao. Kéo mà chắc chết. Chị Hồng Loan Vinh Hải cũng thắp nhang cho thầy hai cô chú anh chị. Hồi nãy chị xuống xóm là gặp người nhà ở đây rồi chị. Hồi nãy người nhà cũng chị Long thầy gọi là xuống thăm thầy riêng ha. Thầy riêng. Chưa hữu duyên. Hữu duyên là sẽ gặp. Ủa, hôm nay anh em chị Hồng Loan ơi. Chị Hồng Loan bữa nào dạ đi thầy Minh Tệ bữa đi. Hả? Bữa nào đi gặp thầy Minh Tệ bữa đi. Ở đâu à? Đi chơi. Đi chơi ta. À không, bữa cho ta còn không, bữa đó anh thỉnh thầy Minh Tệ về gặp về. Thôi trời thôi thầy để thầy. Để thầy. Nói chung bị nghiệp quạt này ho quá trời luôn. Bữa sao bị ho luôn rồi. Không ấy là em ấy là cái chị đi Nha Trang gặp thầy á để cúng dường á chứ không phải là thầy gặp thầy đảnh lễ. Đảnh lễ về thầy phù hộ làm ăn. Thầy đảnh lễ thôi, thầy đâu có nhận cúng dường. Sao không nhận? Không có đất. Bữa mà mình cúng dường nhận chứ không nhận. Con mới cắt bánh ra bây giờ mời thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy dùng đi thầy. Con xin lỗi thầy, bữa trưa đó gặp thầy cũng tưởng thầy mệt. Thầy ngồi thôi tưởng thầy mệt. Nhưng mà không ngờ là bữa đó gặp với thầy, thầy là cuối. Bữa trưa đi ngang có đang ngồi gặp thầy bữa đó. Hết chưa? Giá lâu lâu đủ 10 phút vậy luôn rồi. Tháng này cứ tháng. Vậy là không có nhìn được người luôn bà con. Quá trời quá đất tháng. Thầy cũng cười luôn nói. Nghe nhồi quá làm thầy vui. Trời ơi có tại của chị kìa chứ. Dù sao thầy cũng về có Phật là thầy ở trên nhìn xuống thì cũng phù hộ độ trì cho các anh em mình thôi. Không sao cả. Từng cái kiếp của thầy đã về với Phật rồi. Năm nay vắng hơn năm rồi. Dạ. Biết sao không? Năm rồi lại. Tôi chết trong mình bác chạy. Có người là bà con đến xem chương trình nhiều. Đông nhân năm gần nhân có làm không? Bữa thấy chị ở ngoài chắc Phú Hòa đây. Sao chị phát gạo á? Em thấy chị. Để đâu à? Chị đã lên. Bây giờ em cũng thấy đó chị. Đi mà giấu ha. Không biết cầm sao hết. Rồi. Mà vậy làm sao? Bỏ hai máy để quay ra đâu cầm gì nữa. Được ba máy rồi. Anh có ai bên thầy khác kìa. Không ai là bên ta trời ơi bà. Gia đình tới rồi. Mọi người ở trong đây bà con ở đây. Gia đình diễu khai. Hồi nãy chị xuống xóm mà em mới chạy lên làm mấy cô đi la chắc đi la hoài quải quá. Rồi lễ Vu Lan quá. À, chị Loan về cô chú anh chị ơi. Mới 5 phút rồi chị về trời. Rồi giờ chị Loan chuẩn bị đi lạc về ha cô chú. Ơi, 2 phút qua đi. Ý là nói là quý cô chú muốn là mua ăn thử. Mua ăn rồi em sẽ phát quà ở đó cho mấy chị em ở đó là 200 phần bánh với lại 200 phần miếng. Ở trong cái hội chợ đó cho các em ngục dạ. Cho em nghèo đó. Chị có thể chia sẻ chút xíu vậy. Phát cái gì chị Loan? Chị phát cái gì? Yến với lại bánh trung thu. Phát rồi. Yến lên trung thu. Phát rồi. Bữa 13 tháng 9. À 13 tháng 9 rồi nè. Tháng sau lận ông ơi. Ủa phát rồi phát chưa? Chưa. Chưa hả? Giờ tháng mấy? Tháng 9 mới phát mà. Vậy số lại. Em tưởng bữa nay nó hết trung thu rồi chứ.
Hả? Rồi về bỏ chị luôn rồi. Ê ê ê, anh Hải. Anh Hải ở đâu chị? Để chị nữa, em nhìn nó hết mấy ông lùm nha. Chị à, đứng đó để cho người ta vô xíu người ta mát. Nó là có những cái truyền hình gì mà nó phát lên là ở đâu cũng thấy hết. Để đây con dẹp bữa nó có địa chỉ rồi thông báo. Chưa có địa chỉ. Gì cái chảo. À, có fan là chụp hình chị đó kìa. VTV á. Ai quá chị quay qua đây trời ơi trời chết gà siêu thị ớn lắm mình không nhớ mà ai đây em chụp cho nè chụp từ từ á mình chụp nhanh quá không được trời ơi đổi kiểu nữa hả đổi kiểu quay qua đây không thấy cái mặt nữa mình quay luôn đi chị không được quay luôn hai người chụp nó đẹp dữ ta chụp nó bị gì không à lâu lắm rồi mới gặp chị Loan bị gì không à bị gì không nhờ chưa được cái trời bấm vô cái camera cô ơi mình quen lắm kia đi bài bu à bài bu mình rằng luôn à rồi ông có cho chụp hình với chị Loan rồi cái này là con tâm linh đó chị ơi thường á chị Loan ơi muốn để cho 18 phút 9 phút hai đứa này thiệt cơ chứ tôi dẹp tụi ba hết bây giờ không được chị chọn rồi xong luôn mua đó nó mới được cái mà chụp tâm thường là nào chụp tâm thường đó chị ơi chị với chị Loan đẹp sẵn rồi em cái nữa chụp thường thôi chị về chị lên kênh đây 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 vô 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 trời ơi vô rồi ngon rồi bà ơi ngon rồi mới 2 phút à còn 6 phút nữa cái góc quay này đẹp dữ vậy trời mới có 1 phút trong chị cái tay dài đó chị chọc đi chọc đi rồi 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 chị có chụp hình với chị Loan không chụp luôn à chị ơi chị Hà Loan không kìa kìa chị gì vậy đó chụp hình gầy chị Loan trời ơi chụp hình kìa đó đó thấy chưa vô để xem là tạo cơ hội với anh em đó chụp hình đi chị ơi chị quay quay đây em chụp hình nè quay qua đây nè chị ơi chị muốn đẹp thì quay qua đây nè đừng quay qua kia muốn đẹp cho qua đây đó đúng rồi đúng qua đây nè đúng rồi quá đẹp luôn trời ơi đó ôi trời, ủa trời, trời sao ở đây hết vậy? Trời ơi! Chạy muốn chết! Nghe bên đây chạy qua đây. Tam ca áo trắng nè. Gửi cho. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Ơi. Tắt, 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 tắt. Tắt, tắt, dẹt, tắt, dẹt. Rồi, chị ơi, chú. Vô, 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 vô. Chụp cho nè. Trời quá rồi. Đó, tam ca chẳng đó. Rồi chưa rồi, chụp sao mà không có thấy hình đâu, chụp lại đi chị, chụp lại đi. Em dám mưa không có thấy cái cảnh nào đẹp như cảnh này luôn thiệt. Ông là nát hình nó trong đó rồi. Hình là đâu, sao em. Đây đây đây. Phan cho em xem vô. Rồi lò vô chưa? Nhỏ bé. Đó. Đó. Chị phía sau không thấy rồi kìa. Chị phía sau đứng đó. Đó, cái chị phía sau chen lên, chen lên. Trời ơi sao bữa nay chị Loan chị tin dữ trận. Rồi ở sao chụp. Sao mà ra tấm hình của chị. Thôi mỗi chị coi chị coi giùm coi nó vô chưa. Chắc chưa vô gì á rồi em chụp lại. Thôi không đẹp nha. Rồi không đẹp mình chụp lại chị đưa đi. Biết sao không đẹp không tại vì không có chụp ngay chỗ một chút. Không đẹp gì. Mà mình chụp lại chỗ khác đi. Xuống, tự xuống luôn ca rồi ngủ lông công chúa đang tự xuống rồi tay ai dài chọc đi ủa sao chị lo chỉ lùng chứ hả trời ơi rồi cảm ơn anh Hải đổ xe như hết dầu rồi luôn rồi em đổ 10 phút rồi chị luôn à mười mấy phút rồi ông nội ơi nói chưa ông quay trực tiếp mời sao phút vậy ông trời ơi cái này biết quen lá về gặp biết rồi
À, chị nó chẹn chị quay qua đây nè, trời ơi. Đúng rồi, chị phải tại ở đây là chị biết không, cái đây có mấy triệu người xem đặng, còn bên đó có một người xem mà sao mà bằng được. Chị muốn một người xem. Trời ơi, bà con à, bu quá trời bu luôn nè. Vậy mai chủ nhật chị có lên đó không chị? Thứ hai chị lên nữa không chị? Mai chị lên hả? Sao đếm nhiều thứ quá vậy? Mà mai chủ nhật chị lên à? Hả? Mai chủ nhật chị lên à? Mai chủ nhật có việc rồi. Dạ. À. Anh tưởng đâu à, chị lên chứ. Tại vì khán giả ngày nào cũng muốn chị lên hình nữa đó, hiểu không? Dạ có, để mai em livestream bán hàng lên hình liền. Rồi mai chị luôn livestream, quý cô chú anh chị hãy vào xem. Tối nay nha cô chú. Tối nay 5 giờ chiều, live đến 12 giờ đêm nha quý cô chú anh chị. Live mấy giờ luôn đó luôn. 17 giờ, 19 giờ đúng không? 17 giờ. 17 giờ đến 23 giờ. 17 giờ 23 giờ chính xác luôn giờ đó nha. Về cái nhà 1 giờ. Giờ không đang official. Khuyến mãi sập sàn phải không chị? Khuyến mãi sập sàn không? Khuyến mãi sập sàn không? Mua 1 tặng 1, lấy tiền 2. Gì? Mua 1 tặng 1 lấy tiền 2. Mua 1 tặng 1 lấy tiền 2. Đúng. 3. Tặng 3 luôn. Mà lấy tiền 4. Lấy tiền 4. Ông Vương có già ông kêu cô Sáu lên mộ rồi chị, giờ sao? Thôi đi về. Rồi thôi mấy bà chị lon nha. Tối nay là 17 giờ livestream tới 23 giờ. Rồi mấy bà chị lon nha. Lên là già cho mẹ. Lò trời ơi, bu bắt tiêu cái cỏ luôn.